Bất động sản Nhà Bè xin trân trọng kính chào toàn thể quý khách hàng. Hôm nay Bất động sản Nhà Bè xin kính mời tất cả quý khách hàng sẽ cùng chúng tôi đi tham quan một căn nhà phố xinh xắn nằm tại đường Huỳnh Tấn Phát thuộc thị trấn Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà của chúng ta nằm ngay một vị trí rất là đẹp, giao thông thuận lợi, xung quanh là khu dân cư hiện hữu, có camera bảo vệ suốt 24/24. Trước nhà của chúng ta có con hẻm nằm 5m, do đó xe hơi có thể qua lại rất là thoải mái. Nhà nằm ngay chợ Phú Xuân, gần trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, gần siêu thị Bách Hóa Xanh, và đặc biệt là chỉ cách Phú Mỹ Hưng, quận 7 khoảng 2 phút xe máy mà thôi, do đó rất là thích hợp cho gia đình chúng ta vừa đi học và đi làm. Còn đây là con hẻm 5m trước nhà của chúng ta. Với cái con hẻm này thì xe hơi có thể ra vào thoải mái. Hẻm này thông ra các con hẻm khác và không bị ngập nước mỗi khi thủy triều lên cũng như là trời mưa to. Như khách hàng đang xem, con hẻm của chúng ta được ốp gạch toàn bộ, do đó rất là sạch sẽ, và khi nhà chúng ta có người lớn tuổi thì sẽ không sợ bị té ngã hay là trơn trượt. Nhà của chúng ta được xây dựng kiên cố với kết cấu 1 trệt 2 lầu, sổ hồng hoàn công đầy đủ. Khi quý khách mua nhà sẽ được đứng tên trên sổ, với giá bán cực kỳ hấp dẫn là 1 tỷ 680 triệu đồng vẫn còn thương lượng cho khách hàng thiện chí. Nhà của chúng ta đang được hoàn thiện, nếu như quý khách mua ngay lúc này sẽ được giá tốt của chủ đầu tư. Sau khi công đoạn xây dựng nhà được hoàn thiện thì giá nhà tại vị trí này sẽ tăng rất là nhiều. Do đó quý khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn cũng như là xem nhà hoàn toàn miễn phí. Nếu như quý anh chị quan tâm đến căn nhà đẹp, vị trí hẻm xa hơi, hẻm thông nằm ngay trục đường chính Huỳnh Tấn Phát, giáp quận 7, phù hợp với đại gia đình mình vừa ở vừa làm văn phòng công ty cũng như là cho thuê kinh doanh, hoặc có thể mua ở và đầu tư cũng xin lợi nhuận rất là cao, thì đây là một căn nhà rất là phù hợp cho gia đình mình có thể chọn lựa cũng như là nên xem và tham quan và chọn mua cho mình một căn nhà phù hợp với gia đình mình. Và đây cũng chính là một căn nhà được xây dựng rất là kiên cố và chắc chắn. Nếu khách hàng quan tâm về căn nhà này, xin hãy vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại là 0909 076 085. Chúng tôi sẽ dẫn quý khách hàng tham quan căn nhà này một cách chi tiết và hoàn toàn miễn phí. Quý khách cũng hãy nhấn vào nút đăng ký để có thể xem thêm nhiều căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè, hoặc có thể comment bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay trong thời gian sớm nhất. Còn đây là khu vực phòng khách. Không gian của phòng khách được thiết kế rất là đẹp và sang trọng. Từng đường nét, từng chi tiết được gia chủ chăm chút rất là kỹ lưỡng. Do đó nếu như nhà của chúng ta có khách tới chơi thì chắc chắn gia chủ sẽ cảm thấy rất là tự hào và hãnh diện về những lời khen của khách dành cho gia chủ. Tất cả nội thất bên trong căn nhà này như là sofa, giường, máy lạnh, rèm cửa sẽ được gia chủ tặng lại toàn bộ cho quý khách hàng khi sở hữu căn nhà này. Do đó quý khách sẽ rất là tiết kiệm thêm một khoản chi phí cũng như là công sức, thời gian để mua sắm nội thất, và chúng ta chỉ việc xách vali vào và ở ngay mà thôi. Nhà của chúng ta có sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ, khách mua sẽ đứng tên trực tiếp trên sổ hồng. Hiện tại nhà đang được rao bán với mức giá cực kỳ hấp dẫn là 1 tỷ 680 triệu đồng vẫn còn thương lượng cho khách hàng thiện chí. Với mức giá này thì chúng ta khó có thể tìm được một căn nhà thứ hai nào mà có được hẻm xe hơi rộng rãi, vừa sang trọng mà vị trí cực kỳ là thuận lợi giao thông như căn nhà này. Căn nhà của chúng ta được xây dựng rất là kiên cố và chắc chắn. Với căn góc hai mặt tiền này thì rất là thoáng và mát mẻ, mà giá bán chỉ có 1 tỷ 680 triệu đồng thì đây chắc chắn là cơ hội dành cho những ai chưa có nhà và muốn sở hữu cho mình một căn nhà phố ngay tại trung tâm thị trấn Nhà Bè. Nếu như quý khách hàng quan tâm về căn nhà này, xin hãy vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại là 0909 076 085. Chúng tôi sẽ dẫn quý khách hàng đi tham quan căn nhà này hoàn toàn miễn phí. Hoặc quý khách có thể comment bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay trong thời gian sớm nhất. Quý khách cũng có thể nhấn vào nút đăng ký để có thể xem thêm nhiều căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Còn đây là phòng vệ sinh trên tầng 1. Với phòng vệ sinh này được ốp gạch từ trần lên tới sàn, do đó tạo cho chúng ta có cảm giác rất là sạch sẽ và rất là dễ dàng vệ sinh lau chùi. Còn đây là phòng ngủ. Phòng ngủ của chúng ta được trang bị nội thất rất là đầy đủ, bao gồm có một giường, một đệm, một máy lạnh, rèm cửa. Do đó khách hàng chỉ cần xách vali vào và ở ngay mà không cần phải mua sắm gì thêm nữa. Nhà của chúng ta nằm ngay một vị trí rất là đẹp, giao thông thuận lợi, xung quanh là khu dân cư hiện hữu, có camera bảo vệ suốt 24/24. Trước nhà của chúng ta có con hẻm là 5m, do đó xe hơi có thể qua lại rất là thoải mái.
Nhà nằm ngay chợ Phú Xuân, gần trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, gần siêu thị Bách Hóa Xanh, và đặc biệt là chỉ cách Phú Mỹ Hưng, quận 7 khoảng 2 phút xe máy mà thôi. Do đó rất là thích hợp cho gia đình chúng ta vừa đi học và đi làm. Nhà của chúng ta được xây dựng kiên cố với kết cấu một trệt hai lầu, sổ hồng hoàn công đầy đủ. Khi quý khách mua nhà sẽ được tính tên trên sổ với giá bán cực kỳ hấp dẫn là 1.680.000.000 đồng, vẫn còn thương lượng cho khách hàng thiện chí. Nhà của chúng ta đang được hoàn thiện, nếu như quý khách mua ngay lúc này sẽ được giá tốt của chủ đầu tư. Với số tiền mà quý khách hàng khi bỏ ra để sổ căn nhà này thì rất là đáng để quý khách hàng đầu tư cũng như là mua cho gia đình mình một căn nhà phố để ở lâu dài hoặc kinh doanh mua bán cũng rất là phù hợp. Nhà của chúng ta nằm ngay một vị trí rất là đẹp, giao thông thuận lợi, xung quanh là khu dân cư hiện hữu, có camera bảo vệ suốt 24/24. Trước nhà của chúng ta có con hẻm nằm 5m, do đó xe hơi có thể qua lại rất là thoải mái. Nhà nằm ngay chợ Phú Xuân, gần trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, gần siêu thị Bách Hóa Xanh, và đặc biệt là chỉ cách Phú Mỹ Hưng, quận 7 khoảng 2 phút xe máy mà thôi. Do đó rất là thích hợp cho gia đình chúng ta vừa đi học và đi làm. Nhà của chúng ta nằm ngay khu dân cư hiện hữu, xung quanh có rất nhiều tiện ích như là hồ bơi, trường học, Bách Hóa Xanh, ngân hàng, và đặc biệt là cách đường Huỳnh Thúc Kháng chỉ có 50m mà thôi. Nhà gần cầu Phú Xuân, cách cầu Phú Xuân chỉ khoảng 500m giáp quận 7, do đó rất là thích hợp để gia đình chúng ta vừa đi học và vừa làm, và đặc biệt là có thể đi về các quận trung tâm thành phố một cách nhanh nhất. Toàn bộ nội thất trong căn nhà này đều được gia chủ tặng lại cho quý khách hàng khi sở hữu căn nhà này, do đó quý khách chỉ việc xách vali vào và ở ngay mà không phải tốn thêm bất kỳ chi phí và thời gian để lựa chọn nội thất. Với lối thiết kế mới, gia chủ đã giúp cho căn nhà trở nên có chiều sâu hơn, cùng với cách trang trí riêng sẽ tạo cho chủ nhân mới có cảm giác trong lành, tươi mát, không bị quá nóng mà cũng không bị khó chịu do cái cảm giác nắng gắt gây ra. Không những thế, chủ nhà còn sử dụng hệ thống đèn LED rất là tiết kiệm điện ở tất cả các phòng và ban công trên tầng 2. Điều này làm cho căn nhà của chúng ta trở nên sáng và tăng thêm tính thẩm mỹ hơn rất là nhiều. Nếu như quý anh chị quan tâm đến căn nhà đẹp, vị trí hẻm xe hơi, hẻm thông nằm ngay trục đường chính Huỳnh Tuấn Phát, giáp quận 7, phù hợp với đại gia đình mình vừa ở vừa làm văn phòng công ty cũng như là cho thuê kinh doanh hoặc có thể mua ở và đầu tư cũng xin lợi nhuận rất là cao, thì đây là một căn nhà rất là phù hợp cho gia đình mình có thể chọn lựa cũng như là nên xem và tham quan và chọn mua cho mình một căn nhà phù hợp với gia đình mình. Và đây cũng chính là một căn nhà được xây dựng rất là kiên cố và chắc chắn. Nếu khách hàng quan tâm về căn nhà này, xin hãy vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại là 0909 076 085. Chúng tôi sẽ dẫn quý khách hàng tham quan căn nhà này một cách chi tiết và hoàn toàn miễn phí. Quý khách cũng hãy nhấn vào nút đăng ký để có thể xem thêm nhiều căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè, hoặc có thể comment bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay trong thời gian sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian theo dõi hết video clip này của chúng tôi. Xin trân trọng kính chào quý khách hàng và hẹn gặp lại quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.